Thưa quý vị, tối ngày 20 tháng 12 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tôn vinh 123 sản phẩm dịch vụ của 96 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Trong đợt này, thương hiệu tương ớt Lên Men Chilica của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Tom Care cũng đã vinh dự được vinh danh. Giải thưởng thực sự đã trở thành động lực vô cùng lớn, ghi nhận những nỗ lực của tương ớt Lên Men Chilica trong việc không ngừng sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách, nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu, nhất là trong giai đoạn đại dịch, để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Sau khi thành công trong lĩnh vực cung cấp thức ăn bổ sung cho ngành thủy sản, tháng 4 năm 2020, Tom Care chính thức đưa ra thị trường sản phẩm tương ớt và ớt bằm Lên Men Chilica. Sản phẩm được làm từ 100% ớt tươi, trải qua quá trình lên men tự nhiên, kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra sản phẩm có hương vị thơm ngon, phù hợp với mọi bữa ăn trong gia đình và góp phần nâng cao giá trị của ớt, giải quyết đầu ra và tăng thu nhập cho người nông dân.